sinh ra lớn lên ở cái vùng đất của tôi. Ngay từ nhỏ là mình đã đam mê nghệ thuật rồi, đam mê nghệ thuật tạo hình. Giảng viên của khoa mỹ thuật hình dung chuyên dạy về design, tức là tôi tiếp cận công nghệ khá nhiều. Điều của tôi là kỹ thuật là phương tiện, mục tiêu cuối cùng của người nghệ sĩ là tạo ra tác phẩm tốt. Mỗi người sẽ sử dụng phương tiện khác nhau, miễn sao là chúng ta cùng về một cái đích. Đầu tiên là tôi cụ thể hóa, ý tưởng hóa những cái suy nghĩ tư duy của mình về đối tượng trang giấy, tập hợp ra những lưu nghĩa sơ đẳng, sơ bộ nhất để nắm được cái truyền tải tạo hình như vậy có phù hợp với ý tưởng của mình không. Các cái chủ đề tôi quan tâm trước hết là thế giới tự nhiên, và thứ hai là người trong cái bối cảnh tự nhiên của chúng ta đang tồn tại có bao nhiêu vấn đề. Tôi sẽ vẽ lại, ghi lại những cái mà tôi quan tâm, tôi suy nghĩ từng ngày như là một cách để tôi viết nhật ký bằng hình. Và tôi đây là một cách ghi chép cảm xúc. Mình còn lợi thế là mình khai thác công nghệ được. Tôi muốn là nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Sau đó tôi sẽ sử dụng tiện ích của máy tính để tôi tạo ra những cái lựa chọn. Bởi vì nhiên xuất phát đâu vẫn là những cái cảm xúc mà trực tiếp tôi tạo bằng nhạc vẽ bằng tay. Thậm chí tôi tạo màu sắc cũng bằng tay toàn bộ, cảm xúc rất trực tiếp. Như vậy là tôi sẽ tạo ra những cái phiên bản khác bằng cách là tôi chụp hình sau đó truyền tải nó vào như vậy. Rồi từ đó tôi bắt đầu tôi chỉnh chu nó lại. Tôi dùng cái kiến thức về tạo hình, dùng cái cảm xúc của tôi và cái ý chí của tôi để tôi chuyển nó lại, định hình nó lại thành một cái tác phẩm cụ thể. Và ở đây tôi có rất nhiều cách để tôi chọn lựa. Tôi có thể thêm màu, bớt chỗ này, bớt chỗ kia, cụ thể nào đó, cái thông điệp mà tôi muốn nói rõ ràng cụ thể. Và cái lớn nhất là nó giúp tôi là điều chỉnh lại những cái vấn đề mà những cái yếu tố tạo hình mà không phù hợp trong cái tôi điều chỉnh được. Sau đó là tôi mới chỉnh lại cái tác phẩm của tôi bên ngoài, thì nó là nó hiệu quả cho tôi. Mình tận dụng công nghệ nhưng mà đừng có để công nghệ nó xâm lấn cái cảm xúc sáng tạo của mình. Tôi thấy cái khái niệm chất liệu tập hợp không cũng là một cái khái niệm mở. Và ở đó nó nghĩa là người nghệ sĩ có thể sử dụng và tận dụng tức là tối đa tất cả những cái thứ mà có thể trở thành ngôn ngữ tạo hình, chất liệu cho tạo hình để mà thể hiện tác phẩm. Chính vì vậy đó nó linh hoạt hơn, kịp thời hơn, nắm bắt cái cảm xúc của họa sĩ cách tức thì. Thật ra trong cái lịch sử của tạo hình của thế giới thì cái việc mà tìm kiếm các cái chất liệu tạo hình chưa bao giờ ngừng nghỉ cả. Bởi vì tôi nghĩ là tìm tòi cái mới, khám phá cái mới đó là bản năng của người nghệ sĩ, và riêng bản thân tôi cũng vậy. Và với vai trò là một thầy giáo và cũng từng là một sinh viên mỹ thuật thì tôi nghĩ là cái vai trò của người thầy, người hướng dẫn rất là quan trọng bên cạnh các cái bài vở tài liệu mà mình hàng lập. Bởi vì người thầy sẽ là một cái minh chứng sống động nhất, một cái gì đó rất là hiện hữu, cụ thể để cho sinh viên người ta thấy được cái tương lai của mình qua hình ảnh của người thầy. Mình phải sống xứng đáng, rồi cũng phải bên cạnh của việc dạy dỗ theo tình hàng lắm lý thuyết, thì cũng phải cho các em tình yêu nghệ thuật, cho các em cái sự đam mê say sưa yêu nghề, để rồi các em cũng sẽ tiếp bước, cũng sẽ trở thành những người làm đẹp hơn về nền mỹ thuật Việt Nam. Chúng ta là những nghệ sĩ, làm sự mình là tạo ra những cái sản phẩm thẩm mỹ cho xã hội, cho đời người. Cũng giống như là một người nông dân hàng ngày người ta cày cuộc những cánh đồng, người ta cũng sẽ tạo ra những cái sản vật để nuôi sống con người. Thì người nghệ sĩ chúng ta cũng phải lao động cật lực trên cái tác phẩm của mình để tạo ra những cái giá trị tinh thần cho là người, làm cho mọi người yêu đời thăng hoa. Thì tôi nghĩ đó quyết định là tác phẩm nghệ thuật có mang lại vẻ đẹp đích thực. Đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta đang làm và cố gắng làm tốt cái thiên chức của mình.
khi mà cuộc đời này đã ban tặng cho mình một cái tính chất là nghệ sĩ và cố gắng làm tốt tốt như người nông dân đang cày cuộc từng ngày cánh đồng.